Putia hoặc Mẹ Không Thánh. Chị yêu muộn gì thế? Chị nói như nào vậy? Mai chủ nhật. Định nói kia ra xin sợ ngại lắm nên tôi không nói nữa. Giống trẻ con lắm luôn. Ừ, tớ đang muốn trẻ lại để tớ chén nhất. À, tớ đi chén với em 2K3 đây. Thành làm gì muộn thế? Mà Thành ở chỗ nào Hà Nội đấy? Mai cứ để tóc mày nhỉ. Không nỡ rửa mặt bởi vì đang đẹp vậy. Ý của cái cáp này là vậy. Mệt tiếc không ngủ. Đang ngủ nhưng chẳng có người nhớ hôm nào gọi nha tí nhở. Ok, hôm nào đi cà phê nha. Xin chào Lê Đức Huy nha. Hôm nay Lê Đức Huy có đi off live không? Trong cái nhóm gì, group gì mọi người đi đấy. Nhiều phết đấy, nhưng mình cũng không đi. Anh không đi à? Để mặt quả mặt để máy hình cô theo muốn thắn ra mặt. Thế vậy thì mai tớ sắp để tóc này. Tại vì tớ đang muốn cứ chưa ra. Anh không có hứng với cái đó. Tưởng trong group thì phải có hứng chứ hả anh. Ừ, hai mai mình sẽ để tóc này. Em chào chị Tiểu Yến ạ. Sang tuần em có tiền thì em qua chị tiêm nhé. Để mặt em đang hết tiền. Chị em muốn qua tiêm mua môi của em hết. Môi của em nó hết rồi. Môi em mỏng á. Em muốn tiêm cho nó mỏng đi. Sao mình thấy bạn kia ôm mà bạn. Em cảm ơn chị nhé. Mặt em đang đẹp thế này em không đỡ gửi em phải live stream phát. Ok chị ạ. Nhưng mà lúc đấy qua thì còn được làm giá khuyến mại không chị? Giá mẫu ấy. Trời ơi, mình cắt tóc này.
lại xấu rồi. Mai tớ sẽ chụp cái mi đấy lên tớ hỏi xem ai bán không. Hả? Sao bọn mình gửi gửi lên à? Chả thấy cái ông ấy mà xem. Tạm biệt. Thôi tóc gì đẹp hơn đấy ông. Chết rồi, chết rồi. Hay gửi đi nó xinh nhở. Cứ muốn ngắm mãi thôi. Nhìn không giống trong trong báo lắm. Mà sao hả anh, nhìn không giống cái bạn nữ ở trên báo á. Vintia mà em là nữ của, nữ chính Vintia mà anh không biết à. Xấu quá, tắt điện xấu luôn á. Được thả ra trong mắt. Em chỉ bị phạt hành chính thôi. Xin chào Hạnh Phúc nha. Hạnh Phúc ngủ muộn thế. Im. Xin gọi cảm ơn nó rất nha. Im cho con chim nó ngủ. Em làm gì có chim đâu. Đang thiếu đấy chị ạ. Thiếu chim. Chị thật nói vậy em chim thiếu của em. Ừ, làm gì được làm cái gì. Thế chúng ta thức đến sáng nhá. Nhìn 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 cái chung. Cô nhắc ra đi nhé, tôi bảo người xem. Nếu không ai nói gì thì tớ sẽ tắt đây. Tớ phải đổi tóc này thì chúng nó không cho tớ lên báo nữa không. Cái tóc, để cái tóc kia chúng nó bảo tớ là cái con vi tia. Xin chào Hoàng Mai anh. Hình như mai là cuối tuần rồi đấy. Nhưng mà tớ ấy đang có nhiều việc, chắc tớ không đi được. Mang chủ nhật rồi. Ơ, tóc này đẹp ý.